Lắc tay Thunder Dry vàng nguyên khối AU750 đính kim cương. Lắc tay Thunder Dry được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ sức mạnh thiên nhiên của sấm sét, biểu tượng uy lực và năng lượng vô biên. Chiếc lắc tay này là một tác phẩm nghệ thuật mang đến cho người đeo cảm giác tự tin và nổi bật. Lắc tay Thunder Dry mang đến sự mạnh mẽ và năng lượng như chính cái tên của nó. Được chế tác từ chất liệu vàng nguyên khối AU750 cùng hơn 100 viên kim cương được đính kết tỉ mỉ hoàn hảo. Chiếc lắc tay này là biểu tượng của sự quyết tâm và uy lực. Với thiết kế hiện đại và chi tiết khắc tia sét độc đáo, Thunder Dry là phụ kiện hoàn hảo cho người đàn ông tự tin và mạnh mẽ. Với thiết kế gồm nhiều mảnh ghép hình sấm sét có kích thước đồng đều, liên kết chặt chẽ lại với nhau, tạo thành vòng tay cực kỳ bắt mắt và cuốn hút. Lắc tay Thunder Dry không chỉ là một món trang sức, mà còn là một biểu tượng của phong cách sống đỉnh cao. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.